Chào các bạn, trên tay mình đang là cái chiếc điện thoại Alcatel OneTouch 906, cái sản phẩm sử dụng Android giá rẻ của Alcatel. Cái chiếc máy này có giá khoảng 3 triệu đồng và sử dụng Android 2.2. Đây, cái hộp sẽ nhấc ra để chúng ta thấy là phiên bản OneTouch 906. Ở đây mình có cái máy, mình sẽ nhấc cái phần này ra để mở hộp. Ở dưới này là sợi cáp, cáp micro USB, đây là tai nghe. Ở đây chúng ta có một cái cục sạc rất là độc đáo. Cái cục sạc này ra đầu USB thường và bạn sẽ gắn cái sợi cáp USB này lên, gắn hai cái vào để sạc. Cái này là bao bì sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Đây là chiếc Alcatel OneTouch của chúng ta. Khi mà nhìn vào thì có vẻ như máy hơi giống với lại chiếc HTC Touch đời đầu, chiếc máy sử dụng hệ điều hành Windows Mobile, cũng thiết kế thun tròn như vậy. Tuy nhiên thì phần dưới máy nó hơi có bè ra một chút để tạo sự khác biệt. Ở phía trước chúng ta có logo Alcatel loa thoại ở đây, một cái màn hình 3 inch độ phân giải QVGA. Đây là ba cái nút cảm ứng. Chúng ta có nút option tìm kiếm, nút back, hai phím nghe gọi và nút home. Ở cạnh bên trái thì chúng ta có hai phím tăng giảm âm lượng và một cái đầu bảo vệ cộng micro USB. Đây là phần đáy máy, không có gì cả. Cạnh phải thì có cổng micro USB và jack cài nghe 3.5mm. Định máy cũng không có gì hết. Mặt sau của OneTouch 906 thiết kế khá là đẹp. Chúng ta có logo công ty sản xuất, loa ngoài và camera 2 chân. Để vào máy thì chúng ta sẽ dùng cái khớp này ở đây, đúng không? Ở đây bạn có thể thấy là cái viên pin dung lượng 1150mAh. Phải tháo pin ra chúng ta mới có thể thay sim ở đây. Chỗ này là cái khe cắm thẻ nhớ, bạn cũng phải tháo cái khay ra, kéo khe cắm thẻ nhớ ở đây. Cái micro SD bấm vào thì bạn không thể tháo ra được. Ở đây thì mình đã mở sẵn máy rồi, kéo ngang qua để mở khóa. Máy sử dụng công nghệ cảm ứng điện trở, bạn sẽ phải hơi mạnh tay một chút. Ở đây chúng ta có phiên bản Android 2.1.2. Quay lại, Alcatel có thực hiện một số cái thay đổi trong giao diện và cũng như siêu tập của máy. Ở đây chúng ta có một số phần mới, launcher format hay là thay đổi hình nền của launcher, một số cái ứng dụng được cài sẵn. Nhìn thấy có Accubator quản lý Android, quản lý danh bạ là những góc, có cả la bàn kỹ thuật số. Quản lý file chương trình nghe nhạc FM. Chúng ta thấy dung lượng RAM của máy là 256MB. CPU ARM V6 500 MHz.